Tại huyện Trảng Bom cũng có một tấm gương đáng để học hỏi là ông Chu Văn Phú, người có uy tín tại ấp 6, xã Sông Trầu. Không chỉ phát huy vai trò cầu nối của đảng, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là gương điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Năm 1985, sau khi rời Đà Lạt về đây sinh sống, ông Phú đã tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Ấp 6, xã Sông Trầu có gần 800 hộ dân, trong đó nhiều hộ dân tộc thiểu số, Hoa, Thổ, Nùng, Tày, Thái. Hơn 20 năm làm tổ trưởng tổ nhân dân và được bầu làm người có uy tín, ông Phú luôn gương mẫu đi đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời báo cáo cấp trên giải quyết. Chú Phú là tổ trưởng trong cái ấp này, nhưng mà chú Phú rất là nhiệt tình, giống như là có cái gì cũng thông báo kịp thời cho bà con, là thiếu có cái gì mà mới mẻ thì chú Phú thông báo cho bà con biết để bà con kịp thời giống như làm ăn cho nó phát triển. Có cái gì mới thì chú Phú đến từng nhà giống như là học tham khảo cho bà con để bà con học hỏi thêm nhiều điều tốt. Là một người chịu tìm tòi học hỏi, ông Phú đã chuyển đổi các cây trồng năng suất thấp sang trồng chuối cây mô. Ông đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để tiết kiệm nhân công. Trung bình mỗi đợt ông xuất bán trên 55 tấn chuối, mang về thu nhập cho gia đình gần 500 triệu đồng một năm sau khi trừ chi phí. Từ những kinh nghiệm đã có, ông hướng dẫn bà con áp dụng các khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế mới vào sản xuất. Những cái gì mà bên ấp đề ra, bên xã đề ra thì mình đi vận động cho nhân dân là làm theo. Còn về với lại năm thì hộ kinh doanh hay là làm mấy nông sản này thì bên kia khuyến đồng cái gì thì là mình về mình tuyên truyền cho dân. Làm gì mình cũng tuyên truyền hết, là với lại mình cũng tham gia về cho ấp mấy cái an ninh trật tự, có gì mình báo cáo cho ấp để biết mình tránh phòng ngừa những tệ nạn nữa. Thì qua đó thì chú cũng rất là nhiệt tình trong công tác, thì cũng tuyên truyền người dân, cũng kết hợp với ban ấp mà để tuyên truyền cho bà con nhân dân, nhất là cái người dân tộc trong địa bàn, tức là chấp hành tốt cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là xây dựng nông thôn mới nâng cao, là tu sửa đường xóm, rồi cũng là xây dựng cái bà con để cho bà con được ngày càng nâng cao những cái nhu cầu trong cuộc sống, nhất là làm ăn kinh tế. Chú cũng tuyên truyền cho các hộ dân xung quanh và bà con dân tộc để cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế tại địa phương. Với sự nhiệt tình, tích cực trong công tác, ông Chu Văn Phú đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, được người dân tin tưởng, yêu mến. Vừa qua, ông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2023.